thấy rằng có rất nhiều anh chị lựa chọn công ty tốt, sản phẩm tốt nhưng vẫn là thất bại. Thì một trong những nguyên nhân thất bại đó là chính sách quá khắc nghiệt. Vậy thì làm thế nào để chúng ta lựa chọn một chính sách vô cùng đơn giản, dễ học và dễ sao chép thì giúp được nhiều người thành công? Vậy thì hệ thống nào mà ai cũng sao chép được thì đó chính là hệ thống thành công. Cái gì ạ? Cả chút nữa thì anh cùng với chị chúng ta cùng nhau phân tích thế nào là chính sách đơn giản và thế nào là chính sách khắc nghiệt anh chị nhé. Và tiêu chí sau đây, một tiêu chí khá là quan trọng, đó chính là tiêu chí về thời điểm kinh doanh. Có câu nói cơ hội lớn là khi dòng sản phẩm của chúng ta kinh doanh chưa nhiều người biết mới là cơ hội của mình. Còn nếu sản phẩm của chúng ta kinh doanh mà người biết rồi, nhà biết rồi thì không còn là cơ hội lớn của mình nữa. Anh cũng thấy có rất nhiều anh chị lại lựa chọn một cơ hội kinh doanh mà trong khi công ty đó có mặt ở Việt Nam tận 12 năm, 15 năm. Thì theo anh, không bao giờ anh lựa chọn những công ty mà đã cũ như vậy. Vì khi đó chúng ta là những người đi sau. Thì đi sau thì thông thường có câu nói là gì ạ? Đi sau thì còn đâu đất mà khai hoang. Vì vậy chúng ta làm ngành nghề kinh doanh xây dựng hệ thống thì chúng ta phải đón đầu đó là thị trường đó ạ. Cho nên thời điểm vàng là thời điểm khi chúng ta chọn đúng thời điểm, đó là công ty Lavitex mới có mặt ở Việt Nam chưa đầy 3 năm và trong Việt Nam thì mới có 10 tháng thôi. Và đây chính là thời điểm vàng vì các anh chị đứng đầu hệ thống lớn, đứng đầu thị trường lớn, đúng không ạ? Rồi tiêu chí sau đây, và anh nghĩ rằng tiêu chí này là quan trọng nhất anh chị ạ. Đó chính là tiêu chí gì ạ? Đó chính là tiêu chí về đội nhóm. Vâng, và anh cũng đã chứng kiến rất nhiều anh chị không may mắn lựa chọn với một đội nhóm, những người lãnh đạo, những người dẫn dắt không có tâm, không có tài và không có cam kết giúp chúng ta thành công. Và nhiều anh chị trong cái tình trạng là khóc giờ miếu giờ, bỏ thì thương, vương thì tội, kiếm tiếp thì không đành, bỏ cuộc thì thất bại, tóm lại là tiếp thời gian mình cống hiến. Vì vậy không phải dễ dàng để chúng ta lựa chọn được một đội nhóm gọi là có tâm, có tài và tử tế, có tinh thần trách nhiệm giúp anh chị thành công. Và đối với anh thì công ty có tốt đến bao nhiêu, sản phẩm có tốt đến bao nhiêu, chính sách có tốt đến bao nhiêu, nhưng mà con người không tốt thì chắc chắn là thất bại rồi anh chị. Và tiêu chí lựa chọn của anh đầu tiên đó phải là con người tốt đã, tử tế đã, có tinh thần trách nhiệm trước đã, thì kịp đấy mới nói chuyện tiếp đến là sản phẩm, chính sách hay là công ty anh chị ạ. Vâng, nên là ngày hôm nay chúng ta được chúng ta được lựa chọn với một đội nhóm mà anh tin rằng anh chị sẽ rất là tin yêu và tin tưởng, bởi vì đây là một đội nhóm đó là có tinh thần trách nhiệm và những người tử tế anh chị nhé. Tiếp theo nữa, một tiêu chí sau đây cũng không kém phần quan trọng, nếu chúng ta không lựa chọn thì chắc chắn chúng ta cũng rất là dễ bị thất bại, đó chính là giải pháp kinh doanh. Kinh doanh chúng ta cần phải có giải pháp không? Bất cứ một vấn đề gì thì chúng ta cũng phải tìm giải pháp để giải quyết vấn đề, đúng không ạ? Và kinh doanh cũng không ngoại lệ. Đơn giản thôi, khi chúng ta trở thành thành viên chỉ là mua một lọ sản phẩm thôi, chúng ta đã có ngay một cái món quà được khuyến mại, đó chính là trị giá lên tới hàng ngàn đô anh chị ạ. Món quà trị giá lên tới hàng ngàn đô khi mà chúng ta mới mua có một lọ sản phẩm thôi, lạ hay không anh chị? Đó chính là quy trình đào tạo rất là bài bản, rất là chuyên nghiệp về khóa học phát triển bản thân, nâng tầm trí tuệ từ diễn giả, từ giám đốc đào tạo, thạc sĩ, cô giáo, phó của chúng ta. Cô ấy đã bỏ ra tiền tỷ để trở thành một nhà đào tạo xuất sắc như bây giờ, và cô ấy đang là giám đốc của học viện đào tạo. Và hai tiếng đào tạo của cô ấy luôn luôn ở với mức thù lao đó là 5 triệu đến 10 triệu. Nhưng mà nếu chúng ta là thành viên của công ty Lavitex thì chúng ta được học cái quy trình đào tạo về phát triển bản thân chuyên nghiệp như vậy hoàn toàn miễn phí. Giờ đây các chị đã thấy lời lớn chưa, lãi lớn chưa, đúng không ạ? Và bên cạnh đó, công ty cũng là đội nhóm cam kết thành công sẽ giúp các anh chị có một cái giải, có một cái mô hình kinh doanh online. Nếu như nói chính xác là lên tới 95%. Tức là chúng ta được ngồi trong nhà, không sợ mưa, không sợ nắng, không sợ dịch Covid, không phải ra ngoài đường để lo lắng kẹt xe tắc đường, nguy hại đến an toàn giao thông. Và cam kết giúp được nhiều người thành công, bởi vì chúng ta đã làm online thì chúng ta rất là dễ làm, dễ sao chép, đúng không ạ? Hơn thế nữa, khi mà các anh chị lựa chọn cái giải pháp kinh doanh online với cộng đồng, với sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thì cho dù cái biến cố sóng gió thị trường như là dịch Covid, thì nhiều ông chủ phá sản, nhiều doanh nghiệp bị thua lỗ, nhiều người bị mất việc làm, nhưng chúng ta vẫn có một cơ hội kinh doanh không đồng với sản phẩm sức khỏe, thì chúng ta vẫn phát triển mạnh mẽ, thậm chí mạnh mẽ hơn cả những ngày bình thường. Vì vậy lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực, đúng không anh chị? Và tiêu chí sau đây là tiêu chí then chốt, tiêu chí quyết định, tiêu chí khẳng định các anh chị 100% chúng ta thành công, chúng ta có thu nhập, đó là tiêu chí công cụ nào làm việc thay bạn. Các anh chị có cần có công cụ hỗ trợ không các anh chị? Và ngày hôm nay nếu như ai đó kinh doanh mà còn làm theo phương pháp thủ công thì các anh chị đã gọi là lạc hậu rồi ạ. Ngày nay chúng ta đã có công cụ hỗ trợ, thay vì chúng ta phải làm 10 phần công cụ hỗ trợ, chúng ta 9 phần, chúng ta chỉ cần làm có 1 phần thôi. Vậy công cụ hỗ trợ đó là gì? Khi chúng ta có công cụ thì người có thời gian và người không có thời gian vẫn thành công, người có kinh nghiệm và người không có kinh nghiệm vẫn thành công, bởi vì chúng ta đã có công cụ hỗ trợ rồi ạ. Và công cụ đó chính là những clip đã được đóng gói từ các bác sĩ, từ các nhà chuyên môn, từ các nhà khoa học, đóng gói từng clip nhỏ và khách hàng chúng ta được nghe bác sĩ nói chuyện, được không ạ? Và ngoài ra công ty cũng đóng gói hàng ngàn các câu chuyện kết quả tuyệt vời khi sử dụng sản phẩm của chúng ta, giống như bạn Hiền vừa nãy chia sẻ các anh chị. Cho nên chúng ta chỉ việc đó là đăng bài, gửi clip cho khách hàng, đăng bài trên Zalo, Facebook thì ai cũng làm được. Và vô hình chung chúng ta đang là gián tiếp, chúng ta làm cầu nối để kết nối giữa những người bạn của chúng ta trên Zalo, Facebook của mình được tiếp cận với một cái giải pháp chăm sóc sức khỏe vô cùng thông minh từ các nhà chuyên môn của chúng ta chia sẻ. Và cuối cùng thì các anh chị đã thấy một điều gì xảy ra, đó chính là khách hàng chủ động alo với chúng ta để mua hàng, khách hàng chủ động alo với chúng ta để xin làm đối tác,
Vậy bao nhiêu số các anh chị trong vòng Zoom của chúng ta ngày hôm nay mong muốn chúng ta có một cơ hội kinh doanh, là chúng ta ngồi trong nhà mát mẻ, chúng ta có công cụ hỗ trợ, và khách hàng chủ động alo với mình mua hàng, khách hàng chủ động alo với mình khi làm đối tác, đúng không? Từ bé đến lớn, 20 năm qua với kinh nghiệm của mình, chưa bao giờ anh thấy có một cái cảm giác sung sướng tuyệt vời kinh doanh thông minh đến như vậy, anh chị ạ. Cho nên là lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực. Xin chúc mừng các anh chị đã có mặt trong phòng Zoom của buổi tối hôm nay, và các anh chị đã đến đúng nơi và đúng chỗ rồi. Xin thưa các anh chị, đã bao giờ các anh chị nhìn thấy cái hình ảnh này, các anh chị có cảm thấy nó giống cái gì không ạ? Nó là một cái hình ảnh của một cái biểu tượng của việc chúng ta xây dựng hệ thống lên tới hàng nghìn, hàng trăm nghìn người, đúng không ạ? Và theo các anh chị, người thành công đứng ở đâu? Thông thường thì người thành công thường là đứng ở đỉnh tam giác. Còn nếu như ai đó lựa chọn một công ty mà có mặt ở Việt Nam 12 năm, 15 năm thì theo các anh chị, chúng ta đứng ở đâu? Các anh chị đứng ở đáy tam giác, đúng không anh chị? Vậy chúng ta xây dựng hệ thống thì chúng ta đứng ở đâu? Chúng ta nên đứng ở đỉnh tam giác. Và muốn đứng ở đỉnh tam giác thì chúng ta phải chọn, lựa chọn đúng thời điểm, đúng không ạ? Và anh xin chia sẻ với các anh chị. Nếu các anh chị đứng ở khúc này ạ, thì chúng ta cạnh tranh với 5.000 người hoặc 10.000 người. Nhưng nếu chúng ta đứng ở đáy tam giác thì chúng ta có thể cạnh tranh với hàng triệu người hoặc hàng chục triệu người. Vậy các anh chị muốn cạnh tranh với bao nhiêu người? Và vì vậy không phải ai cũng có kinh nghiệm, có được cái sự lựa chọn thông minh. Để với một cơ hội kinh doanh thông minh thì chúng ta cần phải có, đó là thời điểm kinh doanh. Nếu chúng ta không chọn thời điểm đúng, thời điểm vàng, thời điểm kim cương để kinh doanh, thì chúng ta chia sẻ với người bên trái cũng có người sử dụng sản phẩm rồi, chúng ta chia sẻ với người bên phải người ta cũng nói người ta đã biết rồi, thì còn đâu thị trường này chúng ta khai thác, đúng không ạ? Vì vậy công ty Lavitech mới có mặt ở Việt Nam chưa đầy 3 năm, trong 10 năm mới có 10 tháng thôi, 11 tháng thôi, thì đây là thời điểm vàng cho các anh chị đứng đầu hệ thống lớn cho các anh chị, và cái thời gian thành công của chúng ta nhanh hơn rất là nhiều. Vâng ạ, vậy đến với công ty Lavitech chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có sức khỏe, sắc đẹp, giàu có, bình an và hạnh phúc. Chúng ta không làm cho ai đau khổ, chúng ta không làm cho ai mất tiền, bởi vì ở đây là kinh doanh online vốn không đồng hành gì ạ. Đó, và anh muốn bổ sung thêm một câu nữa, đó là một mô hình kinh doanh mà cả nhà cùng cười ạ, không ai khóc ạ. Bởi vì anh biết rất rõ, đó là có những công ty sản phẩm rất là tốt, công ty rất là tốt, nhưng mà nhiều người khóc bởi vì nhiều người bị thất bại anh chị ạ. Và đó chính là nhiều nỗi đau. Thì chung nữa anh chia sẻ một chút anh chị nghe thì nỗi đau là gì. Và công ty Lavitech là công ty kinh doanh hợp pháp thôi, đúng không ạ? Và để chúng ta yên tâm để kinh doanh cùng với công ty. Một lọ sản phẩm giá niêm yết là 1.585.000 đồng 30 viên, chúng ta được dùng được 1 tháng. Nhưng khi chúng ta trở thành thành viên thì chúng ta được chiết khấu từ 13-20% trên đơn hàng. Và anh ví dụ nhé, các anh chị mua một lọ sản phẩm mua bằng căn cước công dân thì chúng ta được chiết khấu 13%. Chúng ta chỉ mua với giá 1.379.000 đồng, chúng ta có đường link, chúng ta có quyền lan tỏa giới thiệu người khác để chúng ta nhận hoa hồng. Rồi ạ, nếu chúng ta có điều kiện chúng ta mua 3 lọ cho cả 3 người trong nhà mình dùng thì chúng ta được chiết khấu 15%. Chúng ta chỉ mua với giá 1.350.000 đồng. Nếu chúng ta mua 10 lọ sản phẩm, chúng ta được chiết khấu giá tốt nhất là 20%. Chúng ta chỉ mua với giá 1.268.000 đồng. Và công ty Lavitech luôn nghĩ cái điều có lợi nhất cho người tiêu dùng, không bao giờ dùng chiêu trò để kinh doanh. Ví dụ chúng ta chưa có tiền mua một lúc 10 lọ thì các anh chị có thể mua cộng dồn tích lũy trong tháng. Mỗi lần chúng ta mua 1 lọ, 2 lọ cũng được, nhưng chỉ cần chúng ta mua đến lọ thứ 10 thì cả 10 lọ, kể cả những lọ chúng ta mua trước đó, công ty đều chiết khấu chúng ta là 20%. Và chúng ta được trả lại cái tiền chênh lệch của những cái lọ mà chúng ta đã mua trước đó rồi. Và nói đến đây thì khi mà các anh chị mua đến lọ thứ 11 trở đi thì chúng ta được mua, cho dù mỗi lần mua một lọ thì chúng ta cũng được mua với giá 1.268.000 đồng. Và nói đến đây thì anh nhớ có nhiều người bạn của anh nói rằng, anh ơi, một loại sản phẩm mỗi ngày dùng có 1 viên, nhưng mà nó hỗ trợ cải thiện được nhiều loại bệnh như vậy, thì nếu là chị 3 triệu đồng một lọ chị vẫn thấy rẻ anh ạ. Đó các anh chị ạ, cho nên là tại sao lại nhiều người nói là tôi rất là may mắn đó là như vậy được anh chị, được không ạ? Vâng ạ, vậy thì có nhiều anh chị sẽ hỏi rằng, vậy tôi bắt đầu kinh doanh thì tôi làm như thế nào? Và anh ví dụ đây là anh Kiên. Anh Kiên bắt đầu gọi là kinh doanh online mà, đúng không ạ? Cho nên là việc đầu tiên chúng ta đăng bài trên Zalo Facebook. Anh Kiên cứ đăng bài đều đặn trên Zalo Facebook với bài đăng clip có sẵn. Và một ngày đẹp trời, có một người bạn A chủ động gọi điện cho anh Kiên và mua hàng. Người bạn A này được anh Kiên làm ID, đúng không ạ? Để được mua chiết khấu 13%. Anh Kiên được công ty chi trả hoa hồng 10% trên một lọ, đó là 137.900 đồng. Một ngày khác có một người bạn B cũng chủ động gọi điện cho anh Kiên để mua hàng, để xin làm đối tác. Người bạn này muốn mua 3 lọ sản phẩm và người bạn này được chiết khấu 15%. Anh Kiên được công ty chi trả hoa hồng 3 lọ nhân với 10% bằng 413.000 đồng. Một ngày khác có một người bạn C gọi điện cho anh Kiên và muốn mua 10 lọ sản phẩm. Người bạn C này được chiết khấu 20%, người bạn C này rất là vui. Nhưng anh Kiên được công ty chi trả hoa hồng 10 lọ, đó là 1.379.000 đồng tiền hoa hồng. Và anh Kiên còn vui hơn nữa, bởi vì người A, người B, người C này hết sản phẩm, dùng hết sản phẩm lại mua tiếp, thì anh Kiên được hưởng N lần khi các đại lý này phát sinh những đơn hàng tiếp theo. Và anh Kiên nói rằng, ồ, mỗi tháng thu nhập có vài 3 triệu như thế này, chứ nói lên điều gì? Làm thế nào để anh Kiên mỗi tháng có thu nhập 30 triệu, 50 triệu hay là 100 triệu một tháng? Vậy công ty Lavitech dành tặng cho chúng ta một khoản thưởng gọi là thưởng doanh số đổi nhóm. Và có một câu nói, bạn của bạn thì có giới hạn,
Nhưng bạn của bạn của bạn thì không bao giờ có giới hạn. Thà chúng ta thưởng 1% của hàng nghìn người, của hàng trăm ngàn người, còn hơn là chúng ta sử dụng 100% công sức của một mình. Vậy từ 3 người bạn của anh kia, người nọ lan tỏa đến người kia, nếu là lan tỏa lên lên tới 50 người, và ví dụ mỗi người mua có một lọ thì doanh số từ anh kia trở xuống là 50 lọ. Vậy 50 lọ thì xin mời anh kia nhận thưởng 50 triệu đồng. Và 50 người, người nọ lan tỏa đến người kia lên tới 100 người, 100 lọ thì xin mời anh kia nhận thưởng 80 triệu đồng. Và cứ như vậy, điều gì xảy ra khi anh kia có 100 người đăng bài? Vậy thì 100 người lên tới 200 người, lên tới 500 người, đúng không chị? Và anh ví dụ là 500 lọ doanh số. Vậy nếu là 500 lọ doanh số thì xin mời anh kia nhận thưởng 22,6 triệu đồng. Và nó không dừng lại ở đó, hàng trăm người đăng bài thì doanh số và số người lại tăng lên, và số lọ doanh số lại tăng lên. Và ví dụ 1.500 lọ doanh số thì xin mời anh kia nhận thưởng 40 triệu đồng. Và nếu chuyện gì xảy ra khi mà hàng ngàn người đăng bài hả anh chị? Nếu hàng ngàn người đăng bài thì hàng ngày anh kia có rất nhiều đơn hàng, đúng không ạ? Vậy thì số doanh số của anh kia lại tăng lên theo năm tháng, theo tháng lại tăng lên. Vậy đây ạ, chúng ta có thể nhìn thấy ạ. Nếu doanh số của anh kia 2.000 lọ, xin mời anh kia nhận thưởng 50 triệu đồng. Nếu doanh số của anh kia 2.500 lọ, xin mời anh kia nhận thưởng 70 triệu đồng. Nếu doanh số của đội nhóm anh kia lên 3.000 lọ, xin mời anh kia nhận thưởng 100 triệu đồng. Ở đây là chúng ta đếm lọ trả tiền anh chị ạ. Và nó chưa dừng lại ở đó, nếu doanh số của anh kia lên tới 5.000 lọ, xin mời anh kia nhận thưởng 300 triệu đồng hoặc 500 triệu đồng. Và nếu doanh số của anh kia lên tới 10.000 lọ, xin mời anh kia nhận thưởng 600 triệu đồng và hơn thế. Rất tuyệt vời, đúng không anh chị? Và bao nhiêu số anh chị mong muốn được nhận quà tặng tài sản từ công ty là xe hơi chiếc lóc. Thì chúng ta sẽ cùng nhau lan tỏa, cùng nhau giúp đỡ các anh chị, các thành viên trong đội nhóm của mình biết cách làm việc giống mình. Là đội nhóm của anh Kiên bắt đầu có doanh số 500 lọ trở lên thì anh Kiên bắt đầu bước vào quỹ xe hơi. Và quỹ xe hơi thì mỗi tháng 3 triệu đồng, rồi tăng lên 4 triệu đồng một tháng, rồi tăng lên 6 triệu đồng một tháng, tăng lên 8 triệu, rồi tăng lên 12 triệu, rồi tăng lên 20 triệu đồng một tháng, tùy thuộc vào doanh số của chúng ta là bao nhiêu. Cái anh Kiên nói rằng anh, chú anh ơi, anh Kiên có xe rồi là không muốn mua xe hơi nữa, thì xin mời anh Kiên rút tiền về, gọi đó là tiền lương hưu, được không anh chị? Bao nhiêu số anh chị mong muốn nhận nhà ở trả góp từ công ty thì chúng ta cùng nhau lan tỏa, cùng nhau cống hiến, việc đội nhóm chúng ta mang về doanh thu cho công ty thật nhiều, đúng không ạ? Thì chúng ta có cơ hội được và bước vào quỹ nhà ở trả góp từ công ty. Rồi, có thể nhà 1,3 tỷ, có thể nhà 3 tỷ đồng, có thể nhà 6 tỷ đồng. Vậy bao nhiêu số anh chị mong muốn được đi du lịch trong nước và ngoài nước miễn phí cùng với đồng đội của mình? Và sau 10 tháng anh đồng hành cùng với công ty Davidex thì anh đã được cùng với đội nhóm của anh đi du lịch 2 lần rồi, một lần trong nước, một lần nước ngoài. Và tháng 10 tới đây anh cùng với rất nhiều anh chị em trong đội nhóm sẽ cùng nhau đi du lịch Malaysia miễn phí. Vậy tổng kết chính sách ở đây là gì ạ? Đó chính là kinh doanh khởi nghiệp không đồng, tạo nên thu nhập thụ động. Sản phẩm thì dẫn đầu xu thế nội sinh, ngoài ngoài nữa. Chúng ta kinh doanh chúng ta không phải ôm hàng, không có đầu tư. Chúng ta thì không hạn chế tầng đời. Tức là ở đây đếm lọ trả tiền anh ạ, đếm lọ trả tiền chứ. Chúng ta không phải là tầng đời nào hết ạ. Không áp lực về doanh số cá nhân, không phải ship hàng cho khách, thị trường rất lớn và chúng ta kinh doanh không rủi ro. Và sau đây anh xin chia sẻ với các anh chị thế nào là chính sách đơn giản và thế nào là chính sách khắc nghiệt. Và tại sao làm trong ngành nghề xây dựng hệ thống, kinh doanh hệ thống lại nhiều người thất bại đến như vậy, đúng không ạ? Vậy một trong những lý do thất bại đó là do công ty có chính sách khắc nghiệt. Và cách đây 20 năm thì anh là đã may mắn đến với một công ty kinh doanh hệ thống đầu tiên. Nhưng mà công ty đó có chính sách hệ mặt trời, đó là đồng cấp và vượt cấp. Thì đồng cấp vượt cấp thì anh có thể chia sẻ cho các anh chị dễ hiểu hơn như sau. Ví dụ cô Tâm là người trong hệ thống của anh. Và tháng này thì anh muốn giúp đỡ cô Tâm lên danh hiệu giám đốc bằng anh. Thì anh đang hứa nở là tháng này anh sẽ có thu nhập rất là cao, nhưng mà anh lại thất vọng vì tháng này thu nhập của anh thấp hơn rất nhiều so với những tháng trước. Có ngạc nhiên về điều này rồi anh hỏi lãnh đạo, thì lãnh đạo nói rằng anh ơi, chị Oanh ơi, chị đã bị đồng cấp với đội nhóm của chị Tâm nên chị không được hưởng thu nhập từ hệ thống chị Tâm, và những nhánh khác chưa đồng cấp thì chị mới được hưởng thu nhập. Và anh đã làm thử và đó là bài học đầu tiên của anh. Bởi vì khi chúng ta bắt đầu kinh doanh hợp tác với công ty đó thì không ai nói chúng ta biết rằng chúng ta đồng cấp thì chúng ta sẽ không có thu nhập, rồi ạ. Chính sách đó cũng cho hưởng đến tầng 7. Vậy thì nếu hệ thống của anh có những người tầng 8, tầng 10, tầng 100, tầng 200 thì anh không được hưởng, thì gọi là sâu tầng anh ạ, những người đó gọi là sâu tầng. Thì cái này anh cũng không giải thích nữa nữa, chúng ta nghe thì chúng ta hình như vừa rồi, đúng không ạ? Rồi một cái chính sách khắc nghiệt nữa đó là áp lực về doanh số năng động cá nhân hàng tháng rất là cao. Có những công ty năng động mỗi tháng 30 triệu, có những công ty năng động mỗi tháng lên tới 60 triệu tiền hàng, gọi là năng động doanh số cá nhân. Cá nhân chúng ta phải bán được một số lượng hàng khoảng 30 triệu hay là 60 triệu chúng ta mới được hưởng hoa hồng của hệ thống. Vậy ví dụ như anh có một hệ thống là 100 người, có 100 người đấy cho anh mỗi tháng thu nhập là 10 triệu kìa. Thì công ty nói là muốn hưởng cái 10 triệu đấy thì anh phải ôm một lượng hàng bán doanh số cá nhân là 30 triệu, thì 60 triệu thì thuộc vào công ty. Tại vì nếu không bán đủ doanh số đó thì anh không được hưởng hoa hồng 10 triệu của mình, thì đương nhiên rất là tiếc. Vậy thì nếu anh là người có vốn thì không sao, nhưng nếu anh là người không có vốn thì đương nhiên anh cũng cần phải đi vay, đúng không ạ? Và tháng nào cũng bị áp lực doanh số cá nhân, cho nên tháng này đi vay tiền, tháng sau lại đi vay tiền, ôm hàng, tháng nào cũng ôm hàng vay tiền. Và tiền hoa hồng thì chúng ta không có để mang về cho gia đình tiêu, mà chúng ta trở thành có hàng. Tiền hoa hồng của chúng ta cũng trở thành tiền hàng. Và nếu như sản phẩm cận đắt sử dụng thì chúng ta buộc phải bán đổ bán tháo, hoặc là chúng ta cho không nếu không. Vì vậy chúng ta lãi phí, không có tiền mang về cho gia đình tiêu, đúng không ạ? Đó anh chị. Rồi ạ.
một cái khác nghiệp nữa, một cái chính sách khác nghiệp nữa, đó là chính sách nhị phân, các anh ạ, nhị phân hai chân. Thì anh cũng đã từng làm ở cái chính sách này rồi, và đó chúng ta sẽ được hưởng bên chân yếu 10% bên chân yếu, tức là chúng ta xây dựng vào hai chân. Chân mạnh thì chúng ta bảo lưu, vậy thì cũng lại khó khăn, đúng không? Và nhiều anh chị cũng không có cân chân nên là chúng ta lại có thu nhập rất là thấp hoặc không có thu nhập đó. Và một cái vấn đề nữa mà anh muốn chia sẻ đến đây, nó không nằm ở chính sách mà đó là nguyên nhân dẫn đến rất là nhiều người bị thất bại trong ngành nghề này, đó chính là công ty đó không có giải pháp kinh doanh, hay là không có công cụ hỗ trợ, hay là không có công thức đường ống giúp các anh chị kinh doanh của mình. Vậy thì anh ví dụ kinh doanh thủ công là như thế nào? Anh ví dụ như công ty cũ ngày trước đó anh làm ấy, thì anh muốn tuyển một ai đó, muốn chia sẻ với một ai đó về sản phẩm hay là hợp tác kinh doanh, thì buộc là người đó anh phải có danh bạn người quen. À, khó khăn lắm thì anh mới gọi điện cho bạn của anh được nhận cái cuộc hẹn, cũng là khó khăn lắm. Gọi điện, gọi lên gọi tới, gọi hẹn lên hẹn xuống thì bạn của anh mới chấp nhận cho cuộc hẹn, đúng không ạ? Và thông thường khi hẹn khách hẹn bạn ấy, thì chúng ta hẹn bạn ở cà phê, hẹn bạn ở sự kiện hội thảo, hay là chúng ta hẹn bạn ở nhà riêng. Vậy thì khi chúng ta hẹn được bạn rồi thì chúng ta cần phải mời tuyến trên của mình, người dẫn đầu của mình đi cùng mình để tư vấn cho người bạn. Đó. Vậy thì sao ạ? Chúng ta phải tư vấn theo cách thủ công, có nghĩa là chúng ta cần phải học bài rất là kỹ và chúng ta demo sản phẩm, chúng ta tư vấn về sản phẩm từ A đến Z, để chúng ta tư vấn về chính sách từ A đến Z, rồi chúng ta còn thay đổi tư duy cho bạn. Vậy thì chúng ta cũng không biết là bạn có nhu cầu hay là không, hoặc là chúng ta cũng không biết là cái buổi tư vấn đó có thành công hay không, nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ chi phí những cái buổi mà chúng ta hẹn hò bạn bè như vậy thì có thể lên tới 100.000 hoặc 500.000 đồng trên một ngày, là chuyện hết sức bình thường, thậm chí còn nhiều tiền hơn. Vậy đó gọi là chi phí kinh doanh, xăng xe, ăn uống, cà phê, vân vân, đúng không ạ? Vậy thì có rất nhiều anh chị hy vọng rằng sau 6 tháng, sau 1 năm, sau 2 năm chúng ta có hệ thống lớn thì chúng ta sẽ có thu nhập cao để chúng ta bù lỗ cho thời gian chi phí kinh doanh ban đầu. Nhưng cũng có rất nhiều anh chị chờ đợi mãi sau 1 năm, 2 năm, 3 năm nhưng hệ thống chúng ta vẫn chưa lớn và chúng ta vẫn chưa có thu nhập đủ để chúng ta có thể bù lỗ cho thời gian ban đầu. Và cuối cùng thì sao? Tỷ lệ người thất bại rất là cao, có thể lên tới 90%, anh ạ, 95%. Vậy thì ngay đến đây thì các anh chị sẽ nghĩ rằng anh rất là tiêu cực, tại sao anh toàn nói màu xám thôi mà không thấy nói màu hồng gì cả? Mặc dù có rất nhiều một số anh chị thủ lĩnh, mặc dù công ty khó khăn như vậy, khắc nghiệt như vậy, nhưng các anh chị ấy vẫn có thu nhập lên tới hàng trăm triệu, và rất là may mắn cho anh cũng rất là may mắn là những công ty cũ thì anh cũng đã có những thành công nhất định, anh có hệ thống rất là lớn và thu nhập cũng khá là cao, cho nên cái việc đi thị trường của anh cũng có thể chi phí được, anh chị ạ. Có rất nhiều anh chị không may mắn thì đã thất bại, và tỷ lệ thất bại đến hơn lên tới hơn 90%, và những người thành công thì đếm ở trên đầu ngón tay. Anh đã chứng kiến có nhiều người sợ hãi cái ngành nghề này đến mức độ mà không bao giờ dám quay đầu lại cho dù chỉ là một lần, anh chị ạ. Đó, nó khủng khiếp như vậy. Vâng, và đó chính là lý do mà ban lãnh đạo công ty Lavitech đã nhìn thấy được, đó là những nỗi đau, gọi là nỗi đau của nhiều nhà hấp hối trong cái ngành nghề này. Cho nên ban lãnh đạo công ty Lavitech đã xây dựng cho chúng ta một cái mô hình, một cái chính sách, một cơ hội kinh doanh không đồng mà khắc phục được gần như là toàn bộ các cái nhược điểm của anh kể trên, để giúp cho chúng ta có một cơ hội kinh doanh mà cam kết 100% ai cũng làm được, để chúng ta không còn nỗi đau thì cùng nhau thịnh vượng. Vậy đó là gì? Đó chính là chúng ta kinh doanh khởi nghiệp không đồng, tạo nên thu nhập thụ động không đồng, anh nhé. Rồi sản phẩm anh không nói nữa, chúng ta không có ôm hàng, không có đầu tư, chúng ta hưởng thì đến lọ trả tiền, không có tầng, không có đời nào cả. Chúng ta không bị áp lực với doanh số cá nhân. Các anh chị đại ý cũ thì các anh chị cũng biết rồi, năm của đầu ba chúng ta có thu nhập hơn 4 triệu, chúng ta không cần phải năng động, không cần phải năng động. Đây là chúng ta vẫn có tín số tiền dương để mang về gia đình, đúng không ạ? Đúng không ạ? Rồi ạ, chúng ta khi mà chúng ta có lên cái quỹ 50 lọ trở lên, tức là thu nhập 5, 10, 15 triệu thì các anh chị năng động có 1 lọ. Khi các anh chị có thu nhập 20 triệu chẳng hạn, các anh chị năng động 2 lọ. Đấy, và khi các anh chị có thu nhập cao nhất ở đây, các anh chị cũng chỉ năng động tối đa là 3 lọ thôi, chứ không có đâu mà áp được doanh số cá nhân ạ. Và điểm cộng ở đây mà anh thích nhất đó là không phải ship hàng cho khách, có nghĩa là kinh doanh không đồng đúng nghĩa. Vậy kinh doanh không đồng nghĩa là như thế nào? Anh nói ví dụ, anh có một người bạn ở Hà Nội, cô ấy muốn mua 10 lọ sản phẩm. Nếu anh là người không có vốn thì anh phải làm thế nào? Thì đã có công ty Lavitech lo, vốn công ty lo. Tức là anh chỉ cần đăng ký ID miễn phí cho bạn ấy thôi và đặt 10 lọ sản phẩm. Và bên app công ty là báo, đúng không ạ, là bạn ấy muốn mua 10 lọ sản phẩm. Bởi vì công ty sẽ gọi điện cho bạn ấy, công ty giao hàng cho bạn ấy và công ty thu tiền của bạn ấy. Và anh ngồi nhà nhận hoa hồng. Vậy đó chính là kinh doanh không đồng. Đó, vậy thì sản phẩm này, văn phòng này, pháp lý công ty lo, nguồn vốn công ty lo, chốt đơn cũng công ty lo. Chốt đơn tại sao lại công ty lo, các chị? Đó là có clip có sẵn của các bác sĩ, các nhà chuyên môn nữa. Khách hàng chúng ta được ngồi nghe clip của các bác sĩ, các nhà chuyên môn nói chuyện. Vậy chốt đơn công ty lo, đó ạ. Rồi ạ, vậy thì chúng ta ngồi trong nhà mát này, 10 phần chúng ta chỉ cần làm có 1 phần thôi, 9 phần có công ty lo, nguồn vốn công ty lo. Vậy đây có phải là cái cách để công ty làm tết đang giúp đỡ những người hoàn cảnh, những người nghèo, những người không có vốn, và thậm chí có những người bị đổ nợ, không may mắn bị đổ nợ. Nếu như chúng ta không có một cơ hội kinh doanh nhân dân chứ không đồng thì rất là khó để chúng ta giúp đỡ được những người hoàn cảnh, đúng không chị? Và nếu như ai đó không muốn, ai đó không có đã không có điều kiện không có điều kiện để gì bắt đầu, không có vốn để kinh doanh, thì chúng ta hãy đến công ty làm việc tết. Mọi cái thì công ty lo, nguồn vốn công ty lo, nhân viên ra là công ty lo, những cái thu tiền công ty lo,
chúng ta ngồi nhà chỉ cần bấm cái nút gì anh chị, bấm cái nút chia sẻ, và bạn chia sẻ clip cho bạn bè, rồi lại chia sẻ đến Zalo Facebook được không anh chị, và chia sẻ bấm nút chia sẻ đăng bài trên Zalo Facebook thì ai cũng làm được, và khách hàng tự động tin đến mình, khách hàng tự động alo với mình để mua hàng được không anh chị. Rồi ạ, vậy thì kinh doanh chúng ta cần phân tích thị trường lớn hay là chưa lớn? Vậy thị trường sản phẩm của Protagen có lớn hay không ạ? Rất là lớn, người người cần, nhà cần sản phẩm, và lớn hơn nữa đó là giá phải chăng mỗi ngày dùng một viên giá trị từ hơn 40.000 đồng bằng một ly sinh tố, bằng một tô phở, và ai cũng dùng được, và sản phẩm rất là hiệu quả. Chính vì vậy người tiêu dùng tái sử dụng một cách tự nguyện, một cách tự động ạ, tái sử dụng tự động tự nguyện, tức là hết gạo thì mua gạo, hết Protagen thì mua Protagen. Chính vì vậy chúng ta có được một cái thị trường rất là ổn định, bền vững và gia tăng khi chúng ta xây dựng được đội nhóm, xây dựng được hệ thống, đúng không ạ? Vâng, đó là gì? Tái sử dụng cao, tỷ lệ tái sử dụng cao. Vậy một cơ hội kinh doanh không đồng, ngồi trong nhà mát mẻ, không sợ mưa, không sợ nắng, không sợ dịch Covid, không phải ra ngoài đường, không tốn kém chi phí xăng xe cả, hay ăn uống. Mỗi tháng chúng ta có thể có thu nhập lên tới hàng chục, hàng trăm triệu. Chúng ta có cơ hội đi du lịch trong nước và ngoài nước miễn phí. Chúng ta có cơ hội nhận xe hơi, nhận nhà ở từ công ty. Và chúng ta có cơ hội giúp đỡ nhiều người khác cải thiện sức khỏe, và chúng ta có cơ hội giúp đỡ 100% những ai đó theo mình đều thành công. Một cơ hội kinh doanh tuyệt vời như vậy hoàn toàn không có rủi ro. Vậy bao nhiêu số anh chị cảm thấy tuyệt vời, rất tuyệt vời? Thì chúng ta có cần phải suy nghĩ không? Chúng ta có cần phải gì ạ? Nhiều anh chị nói là ồ, nhưng mà suy nghĩ có cần phải suy nghĩ không? Hay là các anh chị hãy nhanh chân quay lại và cảm ơn cái người giới thiệu với anh chị về cơ hội này, và hãy nhanh chân đăng ký ID các anh chị nhé, đừng để muộn, và sau này anh chị sẽ cảm thấy rất là hối tiếc ạ. Và nhiều người trong phòng viên của chúng ta đã từng hối tiếc như vậy rồi ạ. Và là rồi, vậy thì có một số anh chị nói rằng ô tuyển được có 2 người thôi, vậy có nhiều tiền không, có kiếm được nhiều tiền không? Ví dụ ai đó không có giỏi chỉ tuyển dụng được 2 người và xây dựng được 2 hệ thống có nhiều tiền hay không? Anh Tiên chỉ mời được người A và người B rồi ạ. Vậy thì nếu là hệ thống người A có 1.000 người, hệ thống người B có 1.000 người, thì hệ thống anh Tiên có 2.000 người. 2.000 người, nếu là 2.000 lọ doanh số thì xin mời anh Tiên nhận thưởng ít nhất ở đây là 50 triệu đồng đó. Vậy thì 50 triệu đồng xây dựng có 2 hệ thống thôi cũng có thu nhập ít nhất là thu nhập thụ động 50 triệu đồng, cũng nhiều rồi đúng không chị? À, có một điều rất là bất ngờ, rất là khác biệt nữa, đó là anh Tiên có dư F1 có thể cho F1, anh Tiên có dư F1 có thử F1 để cho tiến về F1, dư F1 để cho người A F1, dư F1 để cho người B F1. Vậy thì tại sao anh Tiên có thể cho F1 được? Là bởi vì chính sách của Lavitech không có đồng cấp ạ. Cho nên là cho F1 thì sao ạ? Hợp lực doanh số, hợp lực doanh số thì bạn A này và bạn ấy sẽ được hợp lực về đó là thu nhập, đúng không ạ? Vậy thì anh Kiên giúp đỡ người bạn A này, bạn A có thưởng 20 triệu thì anh Kiên cũng được thưởng 30 triệu, 40 triệu. Vậy anh Kiên có giúp đỡ hay không? Và đây cũng là cái cách mà công ty Lavitech đang muốn chúng ta có một cơ hội, đó là chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta yêu thương nhau và cho đi là còn nãi. Và đương nhiên công ty Lavitech muốn giữ các anh chị ở lại công ty dài lâu hơn, đúng không ạ? Và chúng ta có một đội nhóm đoàn kết yêu thương nhau và giúp đỡ nhau, và có chiếc tinh thần trách nhiệm hỗ trợ lẫn nhau thì chúng ta đều thành công, đều có thu nhập. Vậy anh có yêu quý anh Kiên đến bao nhiêu? Nhưng nếu như anh hợp tác cùng với anh Kiên cùng với công ty mà sau 6 tháng, sau 1 năm, sau 2 năm anh không có thu nhập, thì anh cũng bye bye anh Kiên anh đi. Nhưng nếu như anh hợp tác cùng với anh Kiên, cùng với công ty, cùng với đội nhóm cam kết thành công, thu nhập thụ động của anh tháng sau cao hơn tháng trước, thì theo anh chị, anh có ở lại với công ty dài lâu hay không ạ? Được không anh chị? Đó là một bí mật, đó là một lối đi riêng mà anh nghĩ rằng có thể chưa có đội nhóm nào làm được.